EU bắt đầu rơi vào khủng hoảng chính trị. Theo Reuters, chính phủ nước EU đầu tiên đã sụp đổ sau chiến sự kiện Ukraine-Bulgaria. Chính phủ Bulgaria đã bị quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm toàn bộ nội các, gồm cả Thủ tướng Kirill Petkov, sẽ phải từ chức và chính phủ mới sẽ được thành lập hoặc cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra. Ông Petkov, 42 tuổi, tốt nghiệp Đại học Harvard, chính phủ của ông có lập trường thân phương Tây và chống Nga kịch liệt, đã từ chối thanh toán khí đốt của Nga bằng đồng rúp, trong khi nước này phụ thuộc hoàn toàn vào Nga về khí đốt, hậu quả là lạm phát tăng lên mức kỷ lục 15,6%, cao nhất trong 24 năm. Trước đó, ông Petkov cũng sa thải Bộ trưởng Quốc phòng vì từ chối lên án chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga nhằm vào Ukraine. Sự kiện này xảy ra ngay sau khi các cuộc biểu tình xảy ra ở hàng loạt các quốc gia châu Âu như Bỉ, Anh, Pháp, thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Những bất ổn, rạn nứt xuất hiện ngày càng nhiều sau khi cuộc chiến Nga và Ukraine nổ ra, nhất là sau các lệnh trừng phạt của Mỹ và EU nhằm vào Nga. Nếu giá dầu và tỷ lệ lạm phát tiếp tục tăng cao như hiện nay, hiện tượng domino chắc chắn sẽ xảy ra không chỉ Bulgaria mà sẽ là hàng loạt các quốc gia khác ở EU. Đúng là chưa được vạ mà đã sưng. Tổng thống Nga nói cấm có sai. Châu Âu sống nhờ vào việc mua tài nguyên giá rẻ của Nga, nhưng lại có tư tưởng bài Nga, giờ là lúc phải trả giá.